Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Và khoảng tầm giờ như thế này, tối ngày mai thì trận đấu giữa U22 Việt Nam và trận đấu U22 Thái Lan sẽ diễn ra để tranh ngôi đầu bảng B tại SEA Games 32. Trước khi trận đấu này diễn ra thì bên phía Thái Lan đã có rất nhiều cầu thủ có những động thái khác nhau. Và những động thái đặc biệt đó là gì? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi khám phá và đi tìm hiểu ngay sau đây. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo, như vậy sẽ là nguồn động lực để chúng tôi ra nhiều video hay hơn nữa, cập nhật tin tức sát hơn nữa. Vệ binh của U22 Thái Lan, trung vệ Ratan Khemde, tự tin rằng hạ U22 Việt Nam ở lượt trận hạ màn tại bảng B SEA Games 32. Cục diện bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 đã được định đoạt sớm một lượt trận. U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã giành quyền tự quyết vào bán kết. Ở lượt trận cuối cùng, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp để tranh ngôi đầu bảng. U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều muốn thắng để có thể tránh được U22 Indonesia. Đội bóng gần như chắc chắn giành ngôi đầu bảng A. Trước trận đấu đỉnh cao này, thì trung vệ Ratan Khemde đã gửi chiến thư đến thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier. Ngôi sao thuộc biên chế của câu lạc bộ Ratchaburi có chia sẻ rằng gặp đội U22 Việt Nam là một trận đấu rất hay. Họ là đối thủ mạnh với dàn cầu thủ chất lượng, nhưng mà U22 Thái Lan muốn giành chiến thắng. Cả hai đội đã vào bán kết, nhưng mà của chúng tôi thì muốn thắng ở mọi trận đấu tại SEA Games 32. Và toàn đội rất tự tin đánh bại đội bóng như là U22 Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã tới Campuchia để cổ vũ cho chúng tôi và theo dõi để cổ vũ cho đội bóng U22 Thái Lan. Năm nay chúng tôi đặt mục tiêu giành huy chương vàng. U22 Thái Lan sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả bản thân tôi, nhân viên, huấn luyện viên, cầu thủ, để mang về huy chương vàng cho Thái Lan, để làm người hâm mộ được hạnh phúc. Ratan Khemde là viện binh của U22 Thái Lan. Anh mới hội quân với Võ Chiến sau trận thắng U22 Lào 4-1. Cầu thủ 21 tuổi này có sở trường đá trung vệ và đang là trụ cột của Ratchaburi. Đội bóng đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Với kinh nghiệm dày dạn ở cả câu lạc bộ và đội tuyển, Ratan Khemde sẽ nhiều khả năng vào đội hình chính của U22 Thái Lan ở lượt trận sắp tới khi mà gặp với đội tuyển U22 Việt Nam. Tương tự như vậy thì huấn luyện viên Xara Seattle cũng đặt mục tiêu hạ U22 Việt Nam. Vị đi chiến quốc gia này nói thêm: trận đấu với U22 Việt Nam chúng tôi muốn giành chiến thắng và có được ngôi đầu. Nhưng chúng tôi vẫn phải chuẩn bị cho trận bán kết. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Các cầu thủ quen với cường độ thi đấu áp lực nên không mấy chút căng thẳng nào. Theo chuyên gia phân tích Nguyễn Tiến Nam, U22 Việt Nam đã thể hiện được hình ảnh một đội bóng kỷ luật và giàu quyết tâm, hứa hẹn sẽ tạo nên một trận chung kết bảng đấu giàu tinh chiến thuật với U22 Thái Lan. Chiến thắng 2-1 trước những chú hổ Mã Lai chính thức đưa thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier vượt qua vòng bảng SEA Games 32 với thành tích 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, với hiệu số là dương 5. Vì vậy, trên lý thuyết thì trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B diễn ra vào ngày 11 tháng 5 sắp tới chỉ mang tính chất là xác định ngôi đầu bảng. Tính chất sinh tử của trận đấu này không còn nhiều khi mà cả hai đội cùng dắt tay nhau vào bán kết. Tuy nhiên, việc tránh Indonesia ở bán kết nằm trong tính toán của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, bởi Indonesia được đánh giá là đối thủ khó nhằn hơn nhiều so với các đội bóng còn lại ở bảng A. Ngoài ra, yếu tố kình địch giữa hai nền bóng đá Việt-Thái cũng hứa hẹn thổi lửa vào màn đấu trí căng thẳng giữa hai huấn luyện viên. Nhìn lại vào hành trình của vòng bảng SEA Games 32 của U22 Việt Nam, chuyên gia phân tích bóng đá Nguyễn Tiến Nam đánh giá cao tính kỷ luật chiến thuật và tinh thần quyết tâm mà tân huấn luyện viên Philippe Troussier đã thổi vào lối chơi của toàn đội. U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier đã có một khởi đầu tương đối bi quan với chuỗi 5 trận không thắng trong các cuộc đấu giao hữu. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu SEA Games 32, U22 Việt Nam đã lột xác ấn tượng, trở thành một đội bóng giàu tính kỷ luật, có tổ chức tốt, có ý thức tuân thủ đấu pháp chiến thuật cao và đã được thể hiện qua từng trận đấu với cấp độ khó tăng dần. Với một đội bóng trong quá trình chuyển giao và làm quen với một chiến thuật mới, không thể tránh khỏi một số trục trặc và những lỗi cá nhân. Tuy nhiên thì tính kỷ luật và tinh thần thi đấu quyết tâm đã giúp cho các cầu thủ tạo ra nhiều mảng miếng chiến thuật phù hợp, từ đó phối hợp và tạo ra các tình huống ăn bàn rõ rệt. Tính kỷ luật cao trong lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam có thể là yếu tố để khắc chế đối thủ U22 Thái Lan trong trận đấu sắp tới, khi Võ Chiến là đội bóng thể hiện lối chơi khá đậm chất kỹ thuật và có tính cảm hứng cao trong các pha bóng phối hợp. Hành trình vào bán kết của U22 Thái Lan khép lại với những dấu ấn của một lối chơi đá trơn tru. Huấn luyện viên Xara Seritaro sở hữu một đội hình khá đồng đều về kỹ thuật. Các cầu thủ có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu rất tốt với nhiều kinh nghiệm thi đấu dày dặn. Người Thái thì rất mạnh trong những pha phối hợp nhỏ, đánh trực diện và hàng thủ của đối phương. Và đây sẽ là thử thách lớn cho bộ trung vệ của U22 Việt Nam, những người đã mắc một số sai lầm trong trận đấu với U22 Malaysia.
Tương tự U22 Việt Nam, U22 Thái Lan lựa chọn lối chơi kiểm soát bóng. Nếu như U22 Việt Nam sở hữu chuỗi 21 đường truyền liên tục trong trận gặp U22 Singapore, thì ở phút thứ 49 trong trận đấu gặp U22 Lào mới đây, U22 Thái Lan đã có chuỗi kiểm soát bóng ấn tượng với 50 đường truyền liên tiếp. Terasat Bophimai là điểm chạm cuối khi tiền đạo này hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 4-0. Võ Chiến đã kiểm soát bóng gần 2 phút đồng hồ trước khi Terasat điền tên mình vào bảng tỷ số. Đáng chú ý là dự bị hạng sang cho Terasat là Yosako Burafa cũng có được 3 bàn thắng tại SEA Games năm nay. Con số thể hiện chiều sâu của đội hình U22 Thái Lan. Đối mặt với một đội bóng chơi đùng đỉnh và mang nhiều cảm hứng nghệ sĩ như U22 Thái Lan, những miếng đánh phản công nhanh có thể là chìa khóa để giải quyết trận đấu. Hàng tiền vệ với những nghệ sĩ chuyền bóng như là Charathong hay Afa Dolo có thể sẽ không kịp lùi về để hỗ trợ phòng ngự khi để mất bóng, khiến cho Thái Lan phải đối mặt với nguy cơ dính bóng ở đường phản công. Trước thêm trận đấu phân định ngôi đầu bảng, huấn luyện viên Isara Sritaro của U22 Thái Lan liên tiếp phải nhận những tin kém vui. Ngôi sao vượt từ nước ngoài trở về là Jonathan Kemde đang bị ốm và khả năng trung vệ cao 1m91 này ra sân trong trận đấu gặp U22 Việt Nam là khá thấp. Tiếp đến là cơ hội ra sân của trung vệ đội trưởng Pukoro Remde đang bị bỏ ngỏ khi cầu thủ này dính chấn thương đầu sau khi va chạm với thủ môn đối phương ở trận thắng U22 Lào 4-1 ngày 7 tháng 5 vừa qua. Một trường hợp khác cũng trong danh sách chờ của U22 Thái Lan là Phuchet Thosanit khi cầu thủ chạy cánh này bị chấn rút cả hai chân trong trận đấu với U22 Lào. Chia sẻ trước trận đấu với U22 Việt Nam, huấn luyện viên Isara Sritaro cho biết rằng toàn đội muốn thắng để giữ ngôi đầu bảng B. Song ông cũng nhấn mạnh rằng việc U22 Thái Lan cần có sức để cho các cầu thủ chuẩn bị cho loạt đấu kế tiếp, loạt đấu bán kết. Phải chăng đây là một đòn gió của vị chiến lược gia 43 tuổi nhằm tung hỏa mù trước thêm màn so tài đẳng cấp giữa hai đội bóng hàng đầu của Đông Nam Á? Cùng chia sẻ với vị trí đầu bảng, U22 Thái Lan đương nhiên là thử thách khá khó khăn, nhất là ở hành trình vòng bảng đối với đoàn quân của đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, với một lối chơi kỷ luật và khoa học để thể hiện trong 3 trận đấu đầu tiên, thay cho phu thủy trắng Philip Trussier có cơ sở để tự tin khắc chế những điểm mạnh của U22 Thái Lan, qua đó nối dài chuỗi thành tích tốt trước đối thủ và hướng đến ngôi đầu bảng để có một hành trình thuận lợi tại SEA Games 32. Và xin thưa quý vị và các bạn, thì trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào 19 giờ ngày mai ngày 11 tháng 5, thì theo các bạn, ông Philip Trussier sẽ tung ra đội hình như thế nào? Hãy comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận và đừng quên bấm nút đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để theo dõi và cập nhật những tin mới nhất về bóng đá Việt Nam tại SEA Games 32. Và thưa quý vị và các bạn, thì ông Philip Trussier sẽ tung ra đội hình mạnh nhất là đội hình dự bị để đấu với đội tuyển Thái Lan. Vì thực sự thì trận đấu này cũng không còn quan trọng đối với chúng ta nữa. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan thì chúng ta sẽ nhì bảng B và sẽ gặp đội nhất bảng A, đó là Indonesia, một đội cũng rất là khó nhằn. Trường hợp chúng ta nhì bảng B thì khả năng cao là chúng ta sẽ gặp Myanmar. Bởi ở bảng A hay bảng B thì chúng ta vẫn còn một lượt trận nữa để quyết định số phận của các đội tuyển Indonesia hay Myanmar đây. Chính vì những tình tiết như vậy mà trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Thái Lan diễn ra vào ngày mai. Theo chúng tôi phân tích thì đội tuyển Việt Nam ngày mai sẽ đá với tinh thần phòng ngự phản công. Có nghĩa là cầm hòa được Thái Lan thì cũng được, mà chiến thắng thì cũng rất là tốt. Chứ không đặt quyết tâm cao là chúng ta bắt buộc phải chiến thắng Thái Lan ngày mai. Thắng được là cái tốt, hòa hoặc thua cũng chẳng sao. Chính vì vậy mà nhịp độ trận đấu của ngày mai của hai đội tuyển sẽ là không cao, khi mà hai đội tuyển chỉ đá thăm dò nhau. Có thể là ông Philip Trussier sẽ thay đổi liên tục các cầu thủ để cho các cầu thủ có cảm nhận bóng khi ra sân. Và trong trận đấu ngày mai thì chúng ta cũng sẽ hạn chế đến mức tối đa việc tranh chấp bóng để tránh gây chấn thương không đáng có cho các cầu thủ. Thả con sát sát bắt con cá rô. Ngày mai thì chúng tôi dự đoán kết quả sẽ là 1-0 nghiêng về đội tuyển Thái Lan. Và trận đấu ngày mai thì Việt Nam sẽ thua khoảng là một trái. Lúc đó chúng ta cứ đá đồng bình thôi, cũng không cần phải vội vàng, cũng không cần phải quyết liệt làm cái gì cả. Giữ sức là chính. Bởi lịch thi đấu bán kết rất dày đặc nên ông Philip Trussier sẽ tính toán để bảo toàn thể lực cho các cầu thủ. Và đây cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.